yourself, but find a reason. What two drugs do you believe in? Hope or mood don't fit the season. Stole the scene, they love the treason. New York City and some takeout, egg rolls and some bitches trying to make out. Yeah, I've seen that look before. You've done this twice or probably more, but tonight's no loose occasion. Lose the front, no point in waiting. In a minute, I'ma show you what the city like. Why the small town girls love the city life. Yeah, don't worry about the dark sky. Got a star right by your side. Mùa thu đã đến rồi. Mùa hè nóng bỏng với những bộ bikini, nhưng bước cho mùa thu nhẹ nhàng với những xu hướng thời trang mới nhất. Xu hướng mùa thu 2012 này có gì đặc biệt về màu sắc, chất liệu hay họa tiết? Tín đồ thời trang tuần này sẽ chia sẻ những bí mật gì về cách chọn trang phục cho tiết trời mùa thu? Bạn đang háo hức remix lại tủ đồ của mình cho mùa thu lãng mạn này? Hãy cùng khám phá những bí mật thời trang cho mùa thu trong số này. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Hoàng Yến xin chào các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với Fashionista số mới nhất. Chủ đề đặc biệt nói về mùa thu. Mùa thu với cảm giác se lạnh là khoảng thời gian mà có thể bắt đầu tìm kiếm cho mình những style phù hợp với tiết trời thu và bắt nhịp với xu hướng thời trang thế giới. Những xu hướng về màu sắc, họa tiết và phụ kiện hấp dẫn đã được cập nhật. Các bạn trẻ đang háo hức với mùa mới và quần áo mới. Hãy cùng trải nghiệm hơi thở mùa thu cùng với Hoàng Yến trong số này nhé. Vâng, thì mùa thu sắp đến rồi thì đối với các bạn nữ thì có nhiều sự lựa chọn hơn. Đối với các bạn nam thì lại ít sự lựa chọn hơn nhiều. Chỉ có thể diện những trang phục như là rất là đơn giản về phong cách cũng như là cách ăn diện của mình. Thì đối với Tình thì xu hướng mùa thu năm nay thì Tình nghĩ lúc trước thì những trang phục rất là đơn giản. Còn mùa thu năm nay thì mình có thể thêm những họa tiết hoa văn cũng như là những màu sắc như là màu đỏ bạc đô của mùa thu và màu màu cam đất. Ví dụ như vậy thì sẽ làm cho một... Nhưng mà phong cách Tình thì nghĩ là càng mạnh mẽ thì càng tôn lên được nét đẹp của nam tính với phong cách lịch lãm, trẻ trung thì năng động. Long nghĩ là Long sẽ trung thành với cái gam màu mà Long theo đuổi, đó là màu trung tính. Nó cũng không quá cầu kỳ, cũng không quá sặc sỡ lắm. Thì vừa cái con mắt người đối diện mình nhìn nó sẽ thoải mái hơn. Long thì Long lúc nào cũng rất là nhẹ nhàng. Long có thấy mấy bạn nam á, hay là mặc những cái áo thun nhẹ nhàng xong rồi cột cái áo tay dài vô, nó cũng rất là hay, nhìn rất là lãng tử. Thời trang mùa hè càng rực rỡ sắc màu và thoải mái tới đâu thì thời trang mùa thu lại có phần lãng mạn và ấm áp hơn với khăn choàng, áo khoác nhẹ cardigan hay thậm chí là những đôi giày boots ngắn dễ thương. Họa tiết hay màu sắc cho thời trang thu cũng có sự khác biệt lớn với mùa hè. Cùng với sự chuyển mình của thời tiết, màu sắc cũng trở nên trầm hơn. Màu sắc nổi bật và rực rỡ của màu neon, màu cam nhường bước cho sự lên ngôi của màu distro blue, màu sắc của mùa đông hay màu vàng đất biểu tượng cho mùa thu lãng mạn. Như Phúng sẽ ví dụ cho các bạn thấy trực tiếp ở đây luôn là đối với làn da châu Á thì chúng ta sẽ sử dụng cái gam màu thu đông, gam màu trung tính như thế nào. Thì đầu tiên là đối với bạn Ngọc Tình ở đây là Ngọc Tình đang có một cái làn da không được sáng cho lắm và làn da nâu nhưng mà rất là khỏe khoắn, thì chúng ta sử dụng gam màu là cam đất, gam màu nó nghiêng hẳn, nó nghiêng về màu đỏ một tí, hoặc là những cái sọc mà nó màu nó trung tính như thế này thì nhìn bạn Tình sẽ tôn lên cái nét khỏe khoắn và nam tính của bạn Ngọc Tình rất là nhiều. Thứ hai nữa là bạn Trang Lạ ở đây thì
bạn chẳng lạ sở hữu một cái làn da nó nâu và cũng rất là khỏe, thì chúng ta sẽ kết hợp cái màu màu nâu, màu nude, màu be trung tính, thì nó sẽ làm tôn lên cái nét của Trang Lạ và cái rất là nhìn rất là châu Á và rất là đặc sắc. Còn bạn Châu của chúng ta ở đây thì có một làn da rất là sáng, sử dụng một làn da rất là sáng thì chúng ta có thể, đó là một cái lợi thế là chúng ta có thể kết hợp được rất là nhiều màu trên làn da của mình, và đặc biệt là khi mà màu xanh này sử dụng trên làn da của bạn này thì rất là nổi bật. Đáng kể nhất có thể nói đến sự thay đổi của chất liệu. Trái ngược với chất liệu dành cho mùa hè thường mỏng, nhẹ, thì chất liệu cho mùa thu có phần dày hơn. Khác với chất liệu được ưa chuộng năm ngoái là nhung hay len, dệt kim đang là xu hướng cực hot mùa thu này. Trang phục phối da và lông thú cũng đang được các tín đồ thời trang săn đón. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Fashionista, mình là Hà Nhật Tiến. Hôm nay Tiến rất là vui sẽ là đảm nhận vai trò update cái xu hướng thời trang cho mùa thu đông năm nay, đặc biệt là về chất liệu và họa tiết. Năm 2012 vừa rồi thì xu hướng họa tiết in rất là nổi bật. Như mùa xuân hè vừa rồi thì rất là nổi bật cái trào lưu là họa tiết in hoa, in hoặc là họa tiết in lập thể nhiều màu. Nhưng mà đến sự mùa thu đông năm nay thì Tiến thấy là đang trỗi dậy cái phong cách là họa tiết in baroque mang hơi hướng phục hưng, hoặc là những họa tiết in mang đậm nét phương Đông. Và bên cạnh đó thì Tiến vẫn có cảm giác là cái sự cảm hứng nổi dậy của cái đường thẳng thì nó vẫn mạnh mẽ trong từng các thiết kế trên thế giới. Năm 2012 là năm của họa tiết in. Nếu như nửa đầu năm, các nhà thiết kế ưu ái cho họa tiết hoa lãng mạn nồng nàn hay họa tiết lập thể nhiều màu sắc, thì mùa thu lại nổi bật với họa tiết baroque mang hơi thở phục hưng, họa tiết phương Đông trỗi dậy hay cảm hứng bất tận từ đường thẳng. Thì cái màu sắc chủ yếu Tiến sử dụng cho buổi tập lần này là những gam màu ấm và nóng. Thì thường thì các bạn thấy là mùa thu thì rất là người ta nghĩ là mùa thu rất là những cái gam màu rất là trầm buồn. Nhưng mà thì Tiến thì Tiến nghĩ ngược lại. Tiến sẽ đem vào bộ sạch mùa thu của Tiến những cái màu sắc tươi trẻ hơn, hợp với giới trẻ hơn, dành cho những cô nàng váy dài, son đỏ, yêu tự do, phóng khoáng. Chất liệu chủ yếu của Tiến thì vẫn là những chất liệu nhẹ nhàng thoáng mát thôi. Form chủ yếu của bộ sạch lần này là những cái form dài suông. Nó dựa trên bộ sưu tập được dựa trên cái ý tưởng của Tiến là sự phối hợp giữa cái đường kỹ hà mạnh mẽ, thì mảng biến với lại sự phối màu trong cái mỹ thuật. Thì vẫn là những cái phong cũ như những chiếc blazer này, nhưng mà Tiến sẽ phối những mảng biến sắp xếp cạnh, đặt cạnh nhau, thì Tiến nghĩ nó sẽ rất là phù hợp với các cô nàng mà yêu sự tự do cá tính. Một đặc điểm rất dễ nhận ra thời trang mùa thu đó là phụ kiện. Những phụ kiện làm mê mẩn bao tín đồ thời trang đặc biệt dành cho mùa này chính là khăn choàng, khăn lụa hay nón, bao tay, boots là những món đồ có thể bắt gặp bất cứ đâu trên phố và đang được các bạn trẻ săn lùng. Các bạn vừa được cập nhật những xu hướng mới và thịnh hành nhất trong mùa thu năm nay. Nhưng đó là nhận định của những chuyên gia. Còn một người nước ngoài sống tại Việt Nam sẽ nghĩ gì về phong cách thời trang mùa thu tại Việt Nam? Tiếp ngay sau đây, Hoàng Nghĩ xin mời các bạn cùng đến với những suy nghĩ thú vị của một người mẫu nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam. Hi John Tobi, I'm Carlos from Spain. I say you hello and a lot of kisses for all of you. Also, the different fashion between Spain and Vietnam is that in Spain at this time of the year in autumn we have really cold weather.
So there I have to use many, many different clothes, many type of coats, clothes. And that's a thing that for me is, I really like that kind of fashion, but I prefer the summer outfit, the summer fashion. And here in Vietnam I have the possibility to try to wear that kind of clothes that is like more fresh. I think the Vietnamese women have a great style. They are changing a lot. They are ultra-modern women now. I think they are wearing very, very beautiful sundresses, and you can look at them with their big highs in the discos, in the clubs. They are really, really stylish. Những suy nghĩ của anh chàng người mẫu điển trai này thật là thú vị phải không các bạn? Giống như anh ấy, Hoàng Nghiễn cũng rất thích những màu sắc và thiết kế tuyệt đẹp dành cho mùa thu này. Đặc biệt là những mẫu thiết kế của Hà Nhật Tiến. Hãy cùng Hoàng Nghiễn khám phá trong phần tiếp theo của chương trình và đừng rời mắt khỏi màn hình nhé.